lại làm gì nè, không biết chị có thấy không, đó là em nói là chị tin em đi em vô được, bên khi là cái tin cuối cùng sướng lên lại không phải là mình. Có thể là ông có ít thời gian để chuẩn bị nhưng mà ông vẫn tin rằng là với năng lực của mình thì mình vẫn có thể đi vào top 10. Thiên Ân đi thi Miss Run International, thời gian thì gấp, đau chân bầm vai, ngủ ít, lên sân khấu vẫn cháy 1000% nội lực nhưng lại out top 10. Hậu trường vẫn không tin mình out top 10, gốc nước với Thùy Tiên và Miss Run Indonesia. Trên các diễn đàn sắc đẹp Việt, nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin đại diện Việt Nam không được gọi tên vào top 10 chung cuộc. Cảm thấy hơi thất vọng tại vì em là người cầu toàn các chị, cho nên là mỗi cái phần thi của em không có hay hỏi mọi người lớn có thể được không, tại vì em chưa bao giờ chấm điểm 10 cho bản thân em hết. Nhiều khán giả cho rằng Thiên Ân đã làm rất tốt và so sánh với đại diện Cambodia của top 10 thì Thiên Ân có phần vượt trội hơn. Trong phần thi bán kết và trình diễn top 20, cô nàng thực sự tỏa sáng. Một số bình luận của khán giả: trình diễn như vậy mà out top 10, người cuối cùng nghĩ là Việt Nam mà hóa ra là Cam. Hủy follow, sang năm không đi xem nữa. Công tâm mà nói, Việt Nam hôm nay đỉnh hơn Indonesia nha. Việt Nam dắt tay Philippines ra chuồng gà chơi. Vì Thiên Ân không vào top 10 khiến nhiều sao Việt cảm thấy tiếc nuối, song họ dành những lời an ủi động viên đến đại diện Việt Nam. Phía sau hậu trường, Thùy Tiên cũng đã có những an ủi đàn em khi thấy Thiên Ân tiếc nuối vì bị loại. Vừa gặp đàn chị, nàng hậu đã không kiềm được nước mắt mà khóc nức lên. Thậm chí cô nàng còn thốt lên rằng: em không thể tin là em không vào được top 10 luôn á. Hẳn là Thiên Ân cũng giống khán giả, biết bản thân đã nỗ lực 1000%, nên khi out top 10, cô nàng có biểu cảm buồn bã. Khán giả đã kịp bắt gặp khoảnh khắc nàng hậu Việt ngẹn ngào bật khóc khi dừng chân ở top 20 ngay trên sân khấu. Quang phong trời trên nề bình chân đỡ bài phà, phủ bình khuê liều sao đỡ bà. Thùy Tiên cũng cố hết sức an ủi đoàn Thiên Ân và chia sẻ nàng hậu đã làm tốt và mọi người rất tự hào về cô. Khán giả không chỉ xúc động vì tình cảm của Thùy Tiên dành cho Thiên Ân mà còn bởi của Miss Run Indonesia dành cho đại diện Việt Nam. Dù đang vội chuẩn bị cho phần thi tiếp theo, nhưng khi thấy Thiên Ân khóc, cô nàng ngay lập tức dừng lại, ôm chầm lấy đại diện Việt Nam mà nói rằng: Thiên Ân đã làm rất tốt rồi, đừng khóc nữa. Rồi cả hai cùng ôm nhau khóc, khiến ekip xung quanh cũng không kìm được nước mắt. Đến nỗi sau khi khóc xong, Thùy Tiên còn phát hiện mi giả của Thiên Ân bị rớt ra do khóc quá nhiều. Tình huống vừa thương cho cô nàng nhưng cũng vừa buồn cười. Trời, khóc mà nó không biết sức luôn. Rồi, không sao hết trơn. Sau khi công bố top 10 Miss Run International 2022 nhưng không có đại diện Việt Nam, ban tổ chức đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Người hâm mộ đã có động thái đầu tiên bày tỏ sự bất mãn là kêu gọi bỏ theo dõi tài khoản Instagram chính thức của cuộc thi. Số người follow liên tục giảm mạnh. Dù dừng chân sớm nhưng đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân đã đạt được giải thưởng Country's Power of the Year. Điều này đồng nghĩa với việc cô cũng chính là mỹ nhân nhận tấm vé bước thẳng vào top 20 chung cuộc. Trước đó, nàng hậu gốc Long An và đại diện Thái Lan Infa Waraha đã liên tục kèn cửa nhau để giành thứ hạng cao nhất tại giải thưởng này. Ngoài ra, hạng mục giải thưởng phụ dành cho National Costume, trang phục dân tộc cũng nhận được sự quan tâm lớn từ các fan sắc đẹp. Theo đó, Miss Run International 2022 sẽ có hai giải thưởng: trang phục dân tộc đẹp nhất do giám khảo bình chọn và trang phục dân tộc đẹp nhất do người hâm mộ bình chọn. Bốn người đẹp may mắn ẩm được giải thưởng này lần lượt là Vương quốc Anh, Peru và Việt Nam, Thái Lan. Khép lại hành trình tại Miss Run International, Thiên Ân sẽ tiếp tục trao dồi và với năng lực của mình, hy vọng khán giả sẽ sớm thấy Thiên Ân mang chiếc chuông khác đi đánh xứ người và sẽ mang được vương miện về. Hãy cùng ủng hộ cho Thiên Ân nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!